Các bạn thân mến, thành phố Hồ Chí Minh đang phải gánh chịu đợt bùng phát dịch COVID-19 mới, đợt bùng phát thứ tư với hàng nghìn ca bệnh mỗi ngày. Chỉ tính riêng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 10.489 ca dương tính mới, trong đó khúc ruột miền Nam, trung tâm kinh tế của cả nước, tiếp tục dẫn đầu với 5.735 ca. Như vậy, kể từ cuối tháng 4 năm nay đến giờ, đã có 315.623 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Làn sóng COVID thứ tư này đặc biệt đáng lo ngại hơn trước vì sự hiện diện của siêu biến thể Delta, một loại biến chủng có tốc độ lây lan nhanh đến chóng mặt. Vì thế, ngay trong thời điểm này, thứ Tổ quốc cần tới nhất là sự chung tay giúp đỡ của người dân trên cả nước để hỗ trợ Sài Gòn chống dịch thành công. Tuy nhiên, mới đây lại xảy ra một sự việc khiến nhiều người dân Sài Gòn cảm thấy ớn lạnh về cái gọi là tình người. Được biết, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một thứ kinh hoàng trong chiếc xe tải đang tiến vào thành phố Hồ Chí Minh. Và thậm chí khi biết đến thông tin này, người dân trên cả nước còn cảm thấy hoảng sợ. Vậy cuối cùng, có thứ gì trong chiếc xe tải kia mà khiến người dân trên nước và đặc biệt là người Sài Gòn phản ứng dữ dội đến vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, xin mời quý vị khán giả cùng với Ai Việt Nam theo dõi đến hết video ngày hôm nay nhé! Đợt phong tỏa gắt gao hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy nhiều người dân vốn đã nghèo nay lại càng trở nên khốn khó hơn. Nhiều người công nhân sống trong các khu nhà trọ rơi vào tình trạng bế tắc khi thiếu thốn các mặt hàng cần thiết cho đời sống sinh hoạt, nhất là những loại thực phẩm tươi do họ không có đủ khả năng chi trả để mua đồ dự trữ hoặc không có tủ lạnh để cất trữ các thực phẩm cần bảo quản như thịt, cá. Không chỉ vậy, còn có những trường hợp ngang trái hơn khi có đủ tiền để mua thực phẩm nhưng lại chẳng có nơi nào chịu bán. Và cũng chính trong thời điểm này đã có rất nhiều kẻ mất hết nhân tính, lợi dụng mùa dịch và tâm lý muốn mua lương thực về tích trữ của người dân để trục lợi cho bản thân. Cụ thể, vào trưa ngày 6 tháng 9 vừa qua, tại một chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nằm trên quốc lộ 22 Võ Văn Điền, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra một chiếc xe tải có biển số 61C09262, không có mã QR, luồng xanh khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 22 từ tỉnh Tây Ninh vào đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước nhiều dấu hiệu đáng nghi trên, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện lại và tiến hành kiểm tra giấy tờ đi đường của tài xế lái xe là anh Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1979, quê quán tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, anh Hiền lại không xuất trình được những giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp, nên các chiến sĩ công an đã tiếp tục kiểm tra trong xe tải. Và thật đáng sợ làm sao khi tổ công tác phát hiện ra trên xe tải có nhiều bao tải nhỏ chứa số lượng lớn gà đã chết. Đáng chú ý là khi được hỏi về nguồn gốc của số gà đang vận chuyển trên, anh Hiền lại tiếp tục không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào. Phía lực lượng chức năng quyết định tạm giữ chiếc xe và tiến hành bàn giao số tang vật thu giữ được cho trạm thú y huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xử lý. Sau quá trình kiểm tra, đại diện trạm thú y huyện Củ Chi cho biết tổng số lượng gà chết trên chiếc xe tải là 1,5 tấn, tương đương với 700 con gà. Đặc biệt trong đó có 350 con gà đã chết nhưng vẫn còn nguyên lông, được đóng vào bao để vận chuyển một cách mất vệ sinh, và chỉ có 250 con gà đã được làm sạch một cách tương đối. Còn về phía tài xế lái xe, qua quá trình thẩm vấn, anh Hiền đã khai nhận số gà được anh vận chuyển trên xe đến từ huyện Gò Dầu và anh có nhiệm vụ giao nó tới cho khách hàng ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra để sớm triệt phá đường dây buôn bán thực phẩm hỏng này để đảm bảo người dân có thể trải qua một mùa giãn cách an toàn. Ngoài ra, số gà chết bị thu giữ cũng đã được trạm công sát giao thông Tây Bắc bàn giao cho trạm thú y huyện Củ Chi để tiếp tục xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên, vấn nạn trục lợi trong mùa dịch không phải việc mới xảy ra gần đây, bởi vì trước đó, vào ngày 4 tháng 7, đội tuần tra kiểm tra giao thông đường bộ cao tốc số 3, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông cũng đã cho biết họ phát hiện ra 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, khi đang trực chốt tại tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, lực lượng chức năng phát hiện ra một chiếc xe ô tô biển số 51D49362 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để tiến hành kiểm soát. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác tá hỏa khi phát hiện ra khoảng 10 tấn thực phẩm bao gồm cánh gà, nầm lợn, rau bạch tuộc, đông lạnh cùng một số loại hàng hóa khác đã bốc mùi hôi thối. Mặc dù phần lớn các loại thực phẩm đông lạnh này đều có nhãn mác, bao bì nước ngoài. Tuy nhiên, khi phía công an tra hỏi tài xế là anh Nguyễn Viết Dũng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Thiện, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về giấy tờ chứng minh nguồn gốc của các loại hàng hóa thực phẩm được vận chuyển trên xe. Anh Dũng
lại không thể xuất trình được đầy đủ giấy tờ cần thiết. Cũng liên quan đến vấn đề thiếu thốn lương thực, thực phẩm trong mùa dịch, có nhiều hộ gia đình nghèo, đã có nhiều kẻ đã cố tình thu gom hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, sau đó tung tiền bịa đặt để bán lại cho người dân với mức giá trên trời nhằm kiếm trác bất minh. Táng tận lương tâm hơn là có những kẻ cố tình lợi dụng nhu cầu sinh hoạt của người dân trong thời điểm giãn cách để nghĩ ra các thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi. Chúng chào mời người tiêu dùng bằng đủ các hình thức bán hàng trên mạng, sau đó từng bước dẫn dắt để lừa tiền họ. Những vấn đề trên ngày qua ngày lại càng nghiêm trọng hơn và dấy lên một hồi chuông cảnh báo về cái gọi là tình người trong mùa dịch này. Khi mà nước càng đục thì lại càng xuất hiện nhiều hơn những con cò cơ hội, bất chấp nhân tính và không từ mọi thủ đoạn để kiếm tiền trên nỗi đau của đồng loại. Không chỉ có vậy, dù những hành vi này đã bị lực lượng chức năng phát giác, xử lý mạnh tay và bị cư dân mạng lên án mỗi ngày, nhưng dường như những điều này chẳng khiến cho dã tâm, tham vọng của những kẻ tham lam dừng lại. Và chắc hẳn là trước tình hình trên, nhiều quý vị khán giả sẽ cảm thấy mất niềm tin vào Tổ quốc, vào tinh thần dân tộc. Và thậm chí nhiều người còn tự hỏi rằng tiền bạc hiện tại đã quan trọng hơn sinh mạng của con người hay sao? Thế nhưng nếu nhìn một cách khách quan thì bên cạnh những mặt xấu của xã hội vẫn còn đâu đó những ngôi sao sáng đã và đang không ngừng nỗ lực để tỏa ra ánh sáng hy vọng cho tất cả người dân Việt Nam trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp. Tiêu biểu là nhiều người già cả neo đơn, những em nhỏ đã dành dụm từng đồng để đóng góp cho Tổ quốc chống dịch, hay hàng ngàn các y, bác sĩ tới từ Hà Nội và rất nhiều địa phương trên cả nước đã lên đường vì miền Nam ruột thịt, để lại phía sau trách nhiệm của người con, người chồng, người cha, người mẹ, góp phần giúp đỡ người dân ở những nơi đang gặp khó khăn, hiểm nguy do đại dịch. Và mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã có lời kêu gọi gửi tới đồng bào, các chiến sĩ trên cả nước và đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Bằng tất cả tấm lòng của mình, lời kêu gọi toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh của Đảng ta đã chạm đến trái tim của mỗi người, hiệu triệu toàn dân, toàn quân và đồng bào ở trong và ngoài nước vững tin hơn vào tương lai của dân tộc. Trước đó trong quá khứ, chúng ta còn vượt qua được những ngày tháng đen tối nhất để mang lại nền hòa bình, độc lập dân tộc, thì có lý do gì mà hiện tại người Việt không một lần nữa làm lên kỳ tích? Ngoài ra, phía bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công, tư, Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, những cán bộ y bác sĩ đang làm việc hay đã nghỉ hưu hãy cùng tham gia hoạt động chống dịch, dập dịch, cùng chung tay hỗ trợ, tư vấn và trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh để họ sớm có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Theo những chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thì không lúc nào bằng lúc này chúng ta phải thể hiện tình đoàn kết, thống nhất, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Chỉ có khi tình hình dịch bệnh ở các tỉnh miền Nam và đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh ổn định trở lại thì chúng ta mới có thể kiểm soát được dịch bệnh trên cả nước. Với mong muốn sẻ chia cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh thì trong những ngày qua, nhân dân trên cả nước đã chung sức đồng lòng gửi tiền, hiện vật, trang thiết bị y tế và thậm chí là san sẻ cả nguồn vaccine phòng COVID-19 nhằm góp thêm nguồn lực cùng các tỉnh, thành phố phía Nam vượt qua đại dịch trước mắt. Cuộc chiến chống lại kẻ địch mang tên COVID-19 tuy có phần đặc biệt hơn, nhưng cuộc chiến trước đó và vẫn chưa biết được ngày nào có thể kết thúc, nên việc người dân cần làm là có hành động cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh để hỗ trợ nhà nước chống dịch. Bên cạnh đó, một việc vô cùng cấp thiết khác lúc này là kêu gọi sự thức tỉnh lương tri của những kẻ đang có âm mưu lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi cho bản thân, đồng thời tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác để những kẻ xấu không có cơ hội ra tay. Mỗi người dân đang sinh sống trên dạng đất hình chữ S và đặc biệt là người dân sinh sống tại tâm điểm của dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh cần phải mạnh mẽ đấu tranh với cái xấu, cái ác để bảo vệ mình và người thân khỏi những tình cảnh không mong muốn, cũng như bảo vệ thành quả chống dịch mà dân ta đã có và vẫn đang nỗ lực thực hiện từng ngày. Còn các bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ gì về hành động thiếu nhân tính của những kẻ lợi tâm lý tích, trữ lương thực trong mùa dịch của người dân để trục lợi cho bản thân? Hãy để lại quan điểm của các bạn ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của Ai Việt Nam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn Ai Việt Nam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.